Cú ơi, ra đây, ba anh em ra đây. Ai, mày cho đây. Đúng ở nhà của nó đấy. Có biết chơi chưa? Rồi đấy. Con này kéo mạnh nó xuống. Đấy, kéo mạnh nó xuống được rồi. Quay ra đây xem mái mặt của nó nè. Không nghịch cái mồm của nó. Nào, bắt đầu chơi. Cái này chẳng nó chẳng chờ nó chẳng xuống hẳn rồi. Lôi cái đít của nó mạnh, không được cắm cái cầm đầu của nó. Đấy, lôi mạnh cái đít của nó xuống như thế. Không sơ hào quá. Đó, như thế mới được. Ừ, dài rồi. Bấm một cái mà đã. Cẩn thận không, chó nó cắn nha. Xem thử xem chó nó sẽ cắn ai nè. Wow. Ừ, cắn như ba được rồi. Này. Rồi đến lượt anh cu bấm. Bấm đi. Đó, như thế mới là đúng. Đứt ngay mà, anh mà đừng thôi mà không nghe đâu. Cứ sao nó lại
không phải là nhiều. Ai đừng chết rồi. Wow, một lần đầu tiên đã bị luôn rồi. Chết, ăn trộm xương của chó bị chó cắn nha. Cẩn thận này. Con này cái lần, có cái lần, có cái lần. Tao bây giờ, tao có cái lần. Cẩn thận này. Này. Wow. Ăn trộm xương của chó bị chó nó cắn rồi đấy. Con hết đau rồi, ăn cơm mới bị cắn. Sao mới ngủ ấy? Thì miệng của nó to chưa? Có cái này nhé. Đúng rồi. Hãy ăn cơm. Anh cu lớn suốt ngày ăn trộn xương của chó bị chó cắn nha. Đang bị chó cắn nha. Này. Con chó này. Em cái đấy rồi. Em cái đấy rồi. Mưa,
Này về. Không không. Bên này nè, nè, đừng để nơi mình. Wow. Cái nào bây giờ nào, lấy cái nào nào. Ôi rồi bạn. Wow. Đến anh cô trưởng. Wow. Xin mời
ai gì mà. Vậy xin bà toàn đi đây. Au. Đâu mà thầy bà. Đừng bị ngậy bà. Ở đường. Nó. Đừng mà. Cái hợp đấy. Đến đây anh cu. Ôi, mầm đi. Ao, lậm chân tôi rồi rồi. À, có anh mất rồi. Thank you.